Chào cả nhà nha. Hôm nay giới thiệu cho cả nhà xem một con máy khoan bàn hiệu Hitachi nha cả nhà. Con này chiều cao 1m rồi kẹp 13 ly. Mâm là mâm tròn nha cả nhà. Sử dụng điện 220 luôn. Đây là cái thông số máy nha. Hitachi 13 ly cả nhà. Hitachi Koki Tokyo Yaban nè. Tốc độ chạy chậm nhất là 550 và cao nhất là 2500 nha. Có 4 tốc độ. Hành trình sâu của máy là được 80 nha cả nhà. 80 khi mà mình kéo xuống nè cả nhà là sẽ được 80 nha. 80. Con này cũng to á. Rồi bà kiện lên chạy. Con này sử dụng điện 220 luôn nha cả nhà. Chị rất là im luôn. Mâm là mâm tròn. Máy khoan thì 2 pô ly, 4 tốc độ, tương đương với 4 tầng nha cả nhà. Máy chị rất là im luôn, không nghe tiếng nha. Máy khoan bàn hiệu Hitachi chiều cao 1m rồi kẹp 13 ly. Mâm tròn, điện 220 luôn nha cả nhà. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em nha. Qua số điện thoại là 0816 527 425. Và anh em ở gần thì cứ đến trực tiếp tại cửa hàng 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video.